Kính thưa các khán thính giả của Vietnam Defend, trong bản tin 19 giờ ngày hôm nay, 20 tháng 2, chúng tôi muốn mời các bạn quay trở lại Biển Đông để cùng bàn luận về một vấn đề rất quan trọng khi nói về tác chiến đánh địch. Như đã chia sẻ nhiều lần về câu chuyện tương quan lực lượng, thẳng thắn mà nói, lực lượng tàu mặt nước của Hải quân Việt Nam và các nước ven Biển Đông hợp lại như Indonesia, Malaysia, Philippines cũng chưa bằng lực lượng tàu mặt nước hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc. Cái này phải rất thẳng thắn vì con số rất rõ ràng. Khi đưa ra vấn đề này, một số anh em cũng có phản hồi với chúng tôi rằng đúng là số lượng tàu mặt nước của ta không bằng cả về số lượng và năng lực vũ khí, nhưng lưu ý là lữ đoàn tàu ngầm 189 là quân bài chiến lược tạo ra ưu thế đáng kể trong nhiệm vụ chiến đấu. Thật vậy, tàu ngầm từ lâu đã được nhiều bên nhận định là quân bài chiến lược của Việt Nam và nhiều quốc gia phù hợp với chiến lược tác chiến phi đối xứng, có khả năng đánh bại các kẻ thù mạnh hơn nhiều lần. Thực tế, lấy ví dụ ngay chính Hải quân Nga, mặc dù năng lực tàu mặt nước của họ suy giảm trầm trọng so với Hải quân Mỹ, nhưng nhờ có lực lượng tàu ngầm hùng mạnh vẫn tạo ra mối đe dọa đáng kể về mặt chiến lược. Hải quân Việt Nam cũng vậy, thương vụ mua 6 tàu ngầm Kilo đã được tướng Vịnh miêu tả là gan cùng mình, gan nhất thế giới khi chưa có kinh nghiệm vận hành tàu ngầm mà một phát dám mua 6 tàu ngầm cùng lúc, trong khi nhiều quốc gia mới xây dựng lực lượng này chỉ dám mua và sử dụng từ 1 đến 2 chiếc để thử nghiệm và học hỏi. Nhưng nhờ thương vụ kỷ lục đó, Hải quân Việt Nam đã xây dựng được một lực lượng tác chiến có sức mạnh răn đe tầm chiến lược. Thế nhưng, nói đi cũng phải nói lại, người Trung Quốc không có ngồi yên để chờ tàu ngầm đối phương bao vây khi mà đối thủ của họ đâu chỉ là Việt Nam và các nước nhỏ bé ở Đông Nam Á, mà lớn nhất với họ là Mỹ, là các nước đồng minh của Mỹ. Do đó, tác chiến chống ngầm là một trong các hạng mục được Trung Quốc tổ chức xây dựng bài bản công phu ở khu vực Biển Đông. Làm thế nào để vô hiệu hóa hệ thống săn ngầm này? Để vô hiệu hóa thì trước hết phải hiểu được tổ chức lực lượng săn ngầm của Trung Quốc cái đã. Thật may, lần này tôi sẽ không phải ngồi đoán mà là có tài liệu hẳn hoi. Có những góc nhìn phân tích sắc sảo về khả năng chống ngầm của Trung Quốc tại khu vực quần đảo Trường Sa của Việt Nam được đăng tải trong số tháng 9 năm 2023 trên tạp chí Khoa học và Huấn luyện Hải quân, một tài liệu mà chúng tôi có cơ hội thu thập được gần đây. Này, chia sẻ thêm với các bạn. Tác giả Trung tá Nguyễn Tiến Dũng mở đầu bài viết cho biết, trong chiến lược trở thành cường quốc biển và tham vọng trở thành cường quốc số 1 thế giới, Trung Quốc luôn xác định Biển Đông là không gian sinh tồn và tuyên bố chủ quyền với hầu hết Biển Đông trong phạm vi của cái gọi là đường chín đoạn, đồng thời đã tiến hành nhiều hoạt động nhằm hiện thực hóa tuyên bố của mình. Việc xây dựng các đảo nhân tạo trên các thực thể ở Trường Sa và biến nó thành căn cứ phía trước có vai trò quan trọng giúp Trung Quốc tăng cường các hoạt động quân sự tương lai của họ trên Biển Đông. Sau khi hoàn tất việc xây dựng, Trung Quốc đã triển khai hệ thống phòng thủ bảo vệ căn cứ. Một trong các hệ thống phòng thủ mà Trung Quốc rất chú trọng đó là tác chiến chống ngầm. Để phòng chống tàu ngầm cho các căn cứ xây dựng trái phép ở Trường Sa, Trung Quốc có thể sử dụng nhiều thành phần lực lượng, phương tiện, bao gồm lực lượng, phương tiện chống ngầm cơ động và cố định bố trí tại các căn cứ ở quần đảo Trường Sa và lực lượng phương tiện được bổ sung tăng cường khi cần thiết. Các lực lượng, phương tiện chống ngầm của Trung Quốc được trang bị các thiết bị trinh sát chống ngầm có khả năng phát hiện mục tiêu ở cự ly xa, vũ khí chống ngầm có tầm bắn xa, uy lực sát thương lớn, độ chính xác cao. Quá trình hoạt động của các lực lượng, phương tiện có thể trao đổi thông tin, hỗ trợ lẫn nhau dưới sự chỉ huy thống nhất. Bên cạnh đó, lực lượng này còn được cung cấp thông tin trinh sát chống ngầm từ các vệ tinh trinh sát, các tổ trinh sát chuyên dụng, lực lượng chấp pháp, dân binh. Do đó, khả năng phòng thủ chống tàu ngầm bảo vệ cho các căn cứ của Trung Quốc ở Trường Sa khá hiệu quả. Theo đó, về năng lực của lực lượng chống ngầm cơ động, đây được coi là thành phần quan trọng có khả năng đem lại hiệu quả cao trong phòng thủ chống ngầm cho các căn cứ phía trước của Trung Quốc ở Trường Sa. Lực lượng này bao gồm: một là không quân chống ngầm làm nhiệm vụ chống ngầm cho các căn cứ phía trước, bao gồm 3 đến 5 máy bay tuần tra biển chống ngầm GX-6, Y-8G hoặc loại Y-8X, 2 đến 3 máy bay chỉ huy cảnh báo sớm KJ-500 hoặc KJ-200, 8 đến 12 trực thăng săn ngầm K-28, Z-9C và Z-8 cùng với UAV. Đây là lực lượng chống ngầm có khả năng cơ động cao, có thể nhanh chóng có mặt, kiểm soát một khu vực rộng lớn. Trong đó, máy bay chống ngầm GX-6 được sản xuất từ năm 2011, có nhiều tính năng tương đương loại P-3C Orion của Mỹ, có thể hoạt động liên tục 10 tiếng, được trang bị các hệ thống định vị thủy âm tiên tiến và hiện đại. Các máy bay chống ngầm sẽ được triển khai từ căn cứ đất liền hoặc trên các hải đảo, còn trực thăng chống ngầm sẽ xuất phát từ các tàu chiến với khả năng độc lập hoặc hiệp đồng tác chiến với tàu mặt nước để cảnh giới, tìm kiếm tàu ngầm.
Trực thăng chống ngầm kiểu Z-8 và Z-9 được trang bị các trạm thủy âm, phao thủy âm để mở rộng phạm vi trinh sát với tàu mẹ, trang bị các loại ngư lôi hạng nhẹ 324 ly U-7 có tầm bắn tới 14 km. Hiện nay, các phao thủy âm thế hệ mới thường được thả từ máy bay do Trung Quốc phát triển, có khả năng phát hiện tàu ngầm trong chế độ thụ động ở cự ly 2-4 hải lý, chủ động khoảng 1-2 hải lý. Sự kết hợp của nhiều phao thủy âm giúp việc xác định vị trí, hướng đi, độ sâu và vận tốc của tàu ngầm chính xác hơn. Các phao thủy âm thường được thả từ các máy bay trực thăng chống ngầm xuất phát từ căn cứ hoặc boong tàu. Các phao thủy âm khi được thả là thành phần tác chiến chống ngầm quan trọng cho căn cứ. Tất nhiên, chúng cũng có điểm hạn chế, đó là khả năng phát hiện, độ chính xác không cao khi điều kiện khí tượng, thủy văn phức tạp hoặc với các tàu ngầm có độ ổn thấp. Nhìn chung, không quân chống ngầm bảo vệ căn cứ có thể độc lập hoặc phối hợp với tàu mặt nước chống ngầm tiến hành tìm kiếm, tiến công, tiêu diệt tàu ngầm. Khi độc lập tìm kiếm tàu ngầm, các trực thăng chống ngầm sẽ sử dụng sonar treo hoặc phao thủy âm vô tuyến kiểm tra môi trường nước biển để phát hiện tàu ngầm. Khi sử dụng sonar treo, trực thăng bay theo cặp hai chiếc luân phiên hạ sonar để kiểm tra vùng nước. Khi sử dụng phao thủy âm vô tuyến, trực thăng sẽ tiến hành thả phao bao vây, chặn đầu hoặc vào khu vực nghi vấn tàu ngầm hoạt động, sau đó bay hoặc bay treo để kiểm tra. Trường hợp trực thăng phát hiện được tàu ngầm có thể sử dụng ngư lôi, bom chìm để tiến công hoặc chỉ thị cho các đơn vị bạn tiến công. Khi hiệp đồng với tàu mặt nước sang ngầm, trực thăng có thể sử dụng ngư lôi tiến công theo chỉ thị từ tàu mặt nước bằng phương pháp tiến công điểm ngắm phía trước khi được thông báo về vị trí, các yếu tố vận động của tàu ngầm hoặc phương pháp tiến công theo chỉ thị bằng đạn khói màu. Lực lượng thứ hai trong tổ hợp chống ngầm của Trung Quốc ở Biển Đông là tàu mặt nước chống ngầm tham gia phòng thủ cho các căn cứ trái phép ở Trường Sa. Ước tính, tại các căn cứ này, Trung Quốc hiện bố trí từ 4 đến 7 tàu chiến, bao gồm các tàu khu trục kiểu 052, tàu hộ vệ 054A và 056A. Trên các tàu này được trang bị sonar HSD-9 và SJD-8-9 hoạt động ở chế độ chủ động, thụ động với tầm chính xác tới 20 km cùng với sonar kéo HSJG-206 có tầm phát hiện tới 100 km. Để phát hiện tàu ngầm ở chế độ đi nổi hoặc chế độ kính tiềm vọng trên các tàu mặt nước, được trang bị các kiểu radar 363 LGQ-360 cự ly phát hiện đến 50 km. Các tàu này được trang bị vũ khí chống ngầm hiện đại bao gồm 2 bệ phóng với 6 ngư lôi 324 ly U-7. Một số tàu có cả tên lửa chống ngầm với tầm bắn 50 km, bom phản lực chống ngầm với tầm bắn 6 km. Ngoài ra, trên mỗi tàu còn bố trí 1-2 trực thăng chống ngầm Z-9C. Tùy theo tính chất nhiệm vụ và khu vực hoạt động, lực lượng tàu mặt nước chống ngầm của căn cứ có thể tổ chức thành các nhóm tìm diệt từ 2-3 tàu khu trục hoặc 4-5 tàu hộ vệ tên lửa, hoặc nhóm tìm diệt hỗn hợp bao gồm các tàu khu trục hộ vệ phối hợp với máy bay chống ngầm, trực thăng chống ngầm xuất phát từ căn cứ và boong tàu. Khi tiến hành tìm kiếm, phát hiện tàu ngầm, các nhóm tìm diệt chủ yếu sử dụng sonar, thiết bị đo từ trường, tổ chức đi theo đội hình hàng ngang, phương vị hoặc bậc thang. Bên cạnh đó, lực lượng này còn được sở chỉ huy cung cấp các thông tin chính xác tàu ngầm từ các lực lượng khác, có thể theo thời gian thực, từ đó nhanh chóng tiếp cận được tàu ngầm đối phương. Thứ ba là lực lượng tàu ngầm chống tàu ngầm với các trang bị bao gồm tàu ngầm Kilo 636 mà nước này nhập khẩu từ Nga trước khi Việt Nam mua, cũng như các tàu ngầm kiểu 041 và 039 do Trung Quốc tự sản xuất. Đây là các tàu ngầm có khả năng chống ngầm tốt. Kilo được trang bị sonar MGK-400E có khả năng phát hiện tàu ngầm ở cự ly 16 km, cùng lúc theo dõi 12 mục tiêu, dẫn bắn 2 mục tiêu và 6 ống phóng ngư lôi 533 ly có thể bắn tên lửa hành trình. Trong khi tàu ngầm do Trung Quốc chế tạo thường trang bị các mẫu sonar TSM-2233 và 2255 được phát triển dựa theo công nghệ của Pháp có tầm chính xác từ 20-30 km. Với mục đích sử dụng để ngăn chặn không cho các tàu ngầm đối phương tiếp cận tới khu vực thuận lợi để tiến hành các hoạt động gây nguy hiểm cho các căn cứ phía trước ở Trường Sa, Trung Quốc có thể sử dụng từ 2-3 tàu ngầm hoặc nhiều hơn tùy theo tình hình cụ thể. Khi thực hiện nhiệm vụ này, các tàu ngầm được tổ chức trên các tuyến, khu vực đã định hoặc trên các lối ra vào căn cứ mà ở đó dự kiến có thể có tàu ngầm đối phương đột nhập. Các tàu ngầm Trung Quốc sẽ hoạt động chủ yếu ở độ sâu tính toán để đảm bảo có thể phát hiện mục tiêu bằng các phương tiện thủy âm ở cự ly xa nhất và nhanh chóng sử dụng các loại vũ khí trên tàu để tiến công tiêu diệt. Trong quá trình hoạt động chiến đấu, các tàu ngầm có thể nhận được các thông tin từ các vệ tinh quan sát, trinh sát mặt nước, các tàu trinh sát chuyên dụng, tàu chấp pháp, tàu dân binh, tàu cá, UAV về vị trí khu vực hoạt động của tàu đối phương. Có thể thấy là lực lượng chống ngầm cơ động của Trung Quốc rất mạnh, hiện đại, dù họ chưa bao giờ có kinh nghiệm thực chiến đi chăng nữa, nhưng trang bị tốt là một trong các yếu tố quan trọng
với tác chiến chống ngầm vốn đầy thách thức. Đó còn chưa kể, ngoài bộ phận chống ngầm cơ động, mạng lưới phòng thủ chống ngầm của Trung Quốc tại khu vực Trường Sa còn bao gồm cả hệ thống chống ngầm cố định. Theo đó, từ năm 2014, Trung Quốc đã lắp đặt thử nghiệm hệ thống giám sát chống ngầm dưới nước bao gồm các phao cảm biến âm thanh ở ngoài khơi căn cứ hạm đội Nam Hải. Sau đó, mở rộng hệ thống ra khu vực quần đảo Hoàng Sa, kéo dọc xuống song song vùng biển Đà Nẵng, Vũng Tàu và tới quần đảo Trường Sa. Năm 2016, Trung Quốc đã hoàn thành tuyến cáp ngầm từ Hoàng Sa xuống Trường Sa và giữa các bãi đá ngầm, bãi cạn đang chiếm giữ trái phép, đồng thời triển khai các hệ thống chống ngầm cố định. Tháng 1 năm 2017, Cục Hải dương Trung Quốc đã hoàn thành việc triển khai hệ thống phao tiêu quan trắc về thủy văn, khí tượng, hóa học, sinh vật, thủy chất, thủy âm tại một số đảo, bãi cạn chiếm đóng trái phép tại khu vực Trường Sa, Hoàng Sa. Quan trọng hơn là Trung Quốc đã bố trí các trạm sonar, phao thủy âm vô tuyến cố định, thiết bị đo từ trường, các chướng ngại thủy lôi, lưới chống ngầm, các trạm trinh sát vô tuyến, kỹ thuật vô tuyến trên bờ. Với đặc điểm địa hình ở khu vực Trường Sa nói chung và ở các căn cứ phía trước của Trung Quốc nói riêng, hệ thống chống ngầm cố định được bố trí tập trung ở các khu vực biển gần luồng ra vào căn cứ, ở các khu vực có độ sâu không quá 200m, có thể bao gồm trạm trinh sát thủy âm trên bờ, các thiết bị thám tử, các bộ cảm biến đo áp lực nước, các bãi thủy lôi, lưới chống ngầm. Trên bờ có các trung tâm xử lý thông tin, cơ sở dữ liệu, sở chỉ huy các cấp, các đài trạm vô tuyến, thiết bị hồng ngoại, laser. Để khắc phục phạm vi quan sát hạn chế do độ sâu của đáy biển không cho phép bố trí các trạm thủy âm cố định xa bờ khi tác chiến biển đảo xảy ra, Trung Quốc sẽ tiến hành thả bổ sung các phao thủy âm vô tuyến để mở rộng phạm vi quan sát, phát hiện tàu ngầm. Hệ thống chống ngầm cố định cho các căn cứ phía trước được tổ chức theo phương pháp phòng thủ khu vực, có nhiệm vụ trinh sát, cảnh giới, kịp thời phát hiện tàu ngầm xâm nhập gần căn cứ và thu thập, xử lý các thông tin về dấu hiệu tàu ngầm đột nhập vào khu vực vùng nước căn cứ, chỉ thị mục tiêu cho không quân và tàu mặt nước triển khai tiến công. Hệ thống trinh sát được xem là tai mắt đáng tin cậy của Trung Quốc trong thực hiện nhiệm vụ săn ngầm. Hiện nay, dưới danh nghĩa các công trình dân sự, Trung Quốc đã bố trí trạm trinh sát thủy âm bờ như trạm sonar SS-12 mua của Pháp có cự ly trinh sát tới 20 km. Nhìn chung, hệ thống chống ngầm cho căn cứ phía trước ở quần đảo Trường Sa được Trung Quốc quan tâm đầu tư với lực lượng, phương tiện chống ngầm hiện đại, đa dạng, có sự liên kết, phối hợp với nhau, đặt dưới sự chỉ huy thống nhất. Do đó, khả năng chống ngầm của Trung Quốc cho các căn cứ phía trước ở quần đảo Trường Sa có thể đem lại hiệu quả cao. Tuy nhiên, khả năng của nhiều phương tiện trang bị chống ngầm của Trung Quốc hiện mới chỉ được đánh giá trên số liệu của nhà sản xuất, chưa có tính kiểm nghiệm thực tiễn chiến đấu. Mặt khác, hiệu quả của hoạt động chống ngầm còn phụ thuộc vào kinh nghiệm, trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng tham gia. Hơn nữa, các tàu ngầm hiện đại có khả năng giữ bí mật tốt, trang bị vũ khí có tầm bắn xa, độ chính xác cao, sức công phá mạnh vẫn tạo ra thách thức lớn với hệ thống của Trung Quốc tại khu vực chiếm đóng trái phép ở Trường Sa, nhất là khi có tình huống xung đột.